Hải Đăng xin chào bạn. Sau đây Hải Đăng xin giới thiệu các bạn kênh ba khúc. Kênh này Playcard ba khúc 4m25, độ cứng 33, tia 3, đây hoa full hộp luôn, mới 100% nguyên hộp, đa linh kiện. Bóc hoàn ra phù hợp ba khúc. Playcutter thiết kế đó. Hộp hơi dài thì gọi nhá. Còn nguyên cả bao gọi nhá. Bao đây bạn. Bao màu đen này. Đây, bao vào sách hướng dẫn sử dụng theo tiếng Nhật. Khuyên này các bạn, ngọn này là ba ly các bạn nhé, ngọn này ba ly, đầu alo, đấy, khuyên Fuji các bạn, đấy. Khuyên K, cái này chống vướng cước, chống mắc cước rất tốt, sẽ không bị rắc cước ở những cái khuyên này, nó tự trượt ra. Khuyên bát Fuji các bạn, rất đẹp. Chiều dài 4m25. Thu gọn của nó là còn 1m49. Trọng lượng là 475g. Và đường kính gốc là 22. Fuji đây ạ. Đây, Fuji đây. Đó. Đây là đốt thứ hai.
Này. Bát Fuji. Dòng Flycat này có đối trọng vậy nhé. Đối trọng này. Đây, đối trọng. Yeah, quả tôi chọn mà cái này bảy khoen cả đầu alo. Đang của Daiwa China sản xuất. Playcaster. Độ cứng 33, chiều dài 42.5. Tem nội địa Nhật. Tem của Daiwa Việt Nam. Loại bát cao, nguyên bản bát cao. Chưa hạ. Bạn nào lấy cần thì Hải Đăng sẽ hạ và bọc miễn phí cho các bạn. Đa khúc Playcaster. Vừa rồi Hải Đăng xin giới thiệu các bạn cần ba khúc Playcaster của Daiwa China sản xuất. Đang Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Fishing.